hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Tình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Em chưa có mối tình nào hết. Cái gì? Lý do là em đi lên phố làm á, với em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Trời đất ơi. Hay là năm nay mình 44 tuổi. Anh Long 44 tuổi là sinh 76 hả anh? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình đang sống với ai vậy anh? Dạ, ở nhà với mẹ. Dạ, công việc của mình là làm cái gì? Công việc của mình hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Tại khiêu vũ nhiều quá. À khiêu vũ nhiều là nó vậy đó ha, anh giảm cân được luôn ha. Dạ đúng rồi. Hay quá, chắc em phải theo bộ môn khiêu vũ quá. Dạ. Mình còn nghề gì khác tay trái không hay là một nghề duy nhất này thôi? Dạ có nghề này thôi. Có nghề này thôi. Bao nhiêu năm rồi anh? Dạ cũng phải 10 mấy năm. Dạ anh cũng thuộc chung thủy dữ ha, 10 mấy năm với khiêu vũ. Rồi em mời chị giới thiệu về mình nè. Em tên là Ngô Thị Trúc Diễm, quê em ở Bến Tre. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nhá. Mình là bao nhiêu tuổi rồi mình đang làm công việc gì? Dạ em năm nay sinh năm 78, 42 tuổi. Em là công nhân may. Rồi bây giờ là mình ở Gò Vấp, là mình ở với ai? Dạ em mướn nhà trọ. À mướn nhà trọ. Rồi gia đình ba mẹ còn dưới quê hết hay sao? Dạ ba mẹ mất rồi. À vậy thì dưới quê là có ai dưới đó? Dưới quê có anh chị dưới quê. Rồi mình ở một mình lên trên này thôi. Mình nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là em nấu ăn, nấu với ăn. Em biết may đồ. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát chút, nóng tính chút. À, vậy còn anh thì điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì anh? Dạ điểm mạnh của mình thì vui vẻ hòa đồng. Dạ còn điểm yếu thì có thể cũng hơi có chút nóng tính một chút. Nghề khiêu vũ lãng mạn vậy mà sao nóng tính ta? Dạ cái đó nó chỉ thoáng thôi, thoáng qua thôi ha. Dạ. Rồi để bây giờ về tình trường ở bên đây trước đi. 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Em chưa có mối tình nào hết. Cái gì? Ủa lý do? Lý do là em đi lên phố làm á, với em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Trời đất ơi. Hay là lúc nhỏ thì có người ở xóm á, ở quê á để ý, nhưng mà em không thích thì em lên thành phố làm cho đến nay luôn. À, còn từ cái đoạn lên thành phố đến nay mình có để ý anh nào, thầm yêu trộm nhớ anh nào không? Cũng có mà, nhưng mà nhiều khi thấy mình nhớ không tới nên mình không dám. Sao vậy, buộc mấy cái người mình thích là cao lắm hả? Dạ gia cảnh đồ hơn mình á nên trời mình thấy ơi hả? Mình phụ nữ mà, ví dụ người ta đàn ông á người ta còn nghĩ ta giới không tới, nhưng mà thật sự yêu nhau đâu có tính cái chuyện của cải vật chất hay địa vị đâu. Nhưng mà em ngại, ví dụ người đàn ông yêu thương mình, ta lo cho mình, chăm sóc cho mình cũng chuyện bình thường. Dạ ha. Ông lẽ để ý có một người đó thôi, có để ý được mấy người? Dạ không, không một người một thôi. Còn có những người mà nói chuyện chừng 2-3 lần nữa chứ sao không thấy người ta nói chuyện nữa. Nhưng em có nghĩ là do mình khó tính quá không? Không, em thì em cũng không có tính, nhưng mà không biết sao mà duyên hết kêu tới. Chứ chị thấy em rất duyên dáng nha, tướng tá rất là chuẩn cái mẫu người mà làm vợ luôn, đầy đủ ha. Ngon lành, mặt mày sáng trưng, da dẻ đẹp đẽ. Mà không hiểu sao em nói em chưa có mối tình nào, chị hơi ngạc nhiên. Vậy là trong trắng trinh nguyên luôn. Dạ. Chưa khui thùng. Chưa khui thùng. Trời ơi, bây giờ có muốn không? Hỏi thiệt, có muốn lấy chồng không? Dạ có muốn nên em mới tham gia chương trình. Rồi cho nên là mình tiêu chuẩn mình bớt xuống một chút nha. Cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Biết sao mình đã trẻ đẹp này rồi mà mình có chồng nữa nó còn trẻ đẹp hơn nữa. Chứ sống vậy luôn tới già buồn lắm. Dạ. Nghe, nghe lời chị nghe. Dạ. Không có dạy gì mà trời cho mình cái xuân thì mà mình để trôi qua một cách mất tiêu luôn là nó phí lắm. Rồi mấy người mà mới mốt già mà không có chồng mới già khó tính lắm. Rồi nghe bên đây 43 tuổi chưa có mối tình nào, anh có suy nghĩ gì không? Cái là duyên chưa tới rồi. Duyên chưa tới. Rồi vậy thì tình trường của anh thì như thế nào? Dạ cũng đã từng đi kết hôn và sau đó thì cũng được 6 năm rồi, sau đó là ly dị. Dạ, ly dị cũng được 5 năm rồi. Rồi bây giờ mình có cháu nào chưa anh? Dạ có một bé được, cũng được 9 tuổi thôi. 9 tuổi, bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Bây giờ bé sống với ai? Dạ, sống với mình. Ly hôn 5 năm rồi là lúc đó bé mới có 3-4 tuổi hả? Thường con nhỏ phải ở với mẹ chứ. Nói chung thì mẹ cũng không có khả năng để mà về lo cho. Nhưng mà ngày xưa mối hôn nhân đó là mình mai mối hay là mình yêu nhau như thế nào mà ở với nhau 6 năm có mặt con rồi mà phải chia tay vậy anh? Dạ thì cũng qua mai mối. Nếu mà nói về phần lỗi thì cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi, cái gì cũng phải có bên lửa, có khói nó mới đầy đủ. Chẳng hạn như nếu mà như bên mình thì có thể là thiếu cái sự
quan tâm. Sau đó thì có những cái người quan tâm hơn. Cái khúc đó anh làm gì mà anh không quan tâm vợ? Vợ đi làm. Dạ... Là cái dạy khiêu vũ đó hả? Dạ đúng rồi. Dạy đa số dạy cho mấy chị em phụ nữ. Dạ. Có phải vì vậy mà cổ thấy là cổ ghen tuông rồi cổ cảm thấy khó chịu rồi nhảy cả ngày mệt rồi về không chăm sóc vợ con thì vợ mới đi tìm người khác? Cũng có thể là như vậy nữa. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh suy nghĩ như thế nào sau một cái đổ vỡ trong hôn nhân? Thì mình nghĩ cái nếu mà mình bắt đầu một mối quan hệ đó thì mình sẽ có sự mà quan tâm nhau nhiều hơn. Hiện tại cái công việc làm đó nó chiếm nhiều thời gian của anh không? Dạ, vẫn có nhiều thời gian nữa rồi. À, tại vì em nói thật sự là phải một cái người yêu thương anh và hiểu anh thì mới đồng cảm được với cái công việc. Bởi vì ai yêu cũng ghen hết và ai cũng ích kỷ muốn sở hữu và chiếm đoạt. Nhưng tuy nhiên mình phải phân biệt được đâu là cái mình nên bận tâm và đâu là những cái mưu sinh. Đó. Thì cái này là phải do anh nha, là kinh nghiệm của em là như vậy. Thế hồi nãy anh có nói nở với mẹ. Dạ. Bây giờ con nữa. Thì con gái là năm nay là còn nhỏ đi học. Mẹ này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cũng 82. 82 là lớn tuổi rồi. Thế là một mình anh nuôi cả vừa mẹ vừa con luôn. Cuộc sống có vất vả lắm không anh? Dạ, gọi là tạm đủ. Dạ. Dạ, không dư nhưng mà cũng không thiếu. Nhưng mà mẹ già như vậy rồi con gái nhỏ thì cái trong nhà ví dụ như chợ búa bếp núc hay là chăm chút nhà cửa nấu ăn nấu đồ thì ai là người làm? Mình làm. Anh làm hết. Dạ. Mẹ còn khỏe không anh? Còn tự tự hoạt động, tự sinh hoạt được hết. Tự sinh hoạt. Cũng giúp coi cháu đồ này kia được trong những lúc mình đi làm. Dạ. Đúng không anh ạ? Cũng may ha. Cũng đỡ và mong cho em cũng mong cho bác ở nhà có sức khỏe nhiều để mà chia sẻ với anh ha. Để dạ. Lo cho con cái. À, em cũng rất là ngưỡng mộ anh. Mà một mình ảnh làm như vậy thì đây cũng là một người đàn ông rất là có trách nhiệm và rất là chịu khó. Nghe qua cái câu chuyện của ảnh thì mình cảm thấy như thế nào? Thấy cũng cảm động cho ảnh. Cái người nó có cái khó khăn như vậy thì em có ngại em sẽ cực khi lấy ảnh. Cũng có hơi một chút xíu. Dạ. Sợ ngại làm về không biết là có đủ hai người có đủ mà để vun đắp cho gia đình không? Cái đó thật ra là cái vợ chồng mới là một cái duyên cái nợ. Trước mắt thì mình cũng khoan suy nghĩ nhiều như vậy rồi mọi thứ mình cảm nhận từ từ bằng cái trái tim của mình. Mình cho đi mình sẽ nhận lại từ trái tim đến trái tim. Cái nguyện vọng em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào? Có kinh tế ổn định. Biết quan tâm đến người thân trong gia đình. Biết chia sẻ lẫn nhau. Bằng em hoặc cao hơn em. Bao cao luôn. Thầy dạy khiêu vũ bao cao. Yeah. Hơi gầy một chút, phải bổ béo một chút. Thế còn anh mong muốn tìm người vợ tương lai như thế nào? Mong muốn của mình thì có một người phụ nữ hiền, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Rồi thí dụ mình tiến thêm bước nữa, anh có muốn có thêm con không? Dạ, nếu có thì càng tốt. Mình nghĩ mình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con nữa không? Có thể nổi. Có thể nổi. Ok, bây giờ thì đâu, chị em có hình không? Chị, anh có hình không? Cho em coi. Hình này chụp bao nhiêu năm mà anh? Dạ, được 2 năm. Dạ, đây là những học viên của mình hay là bạn dạ, bè của mình? Học viên đó hả? Rồi, đây. Nhìn ảnh đi, dễ quá mà. Có cổ ở chổng luôn đó. Chị cao lắm là chắc này. Nè, thầy đó ha, thầy kêu Vũ đó. Hơi ốm. Hơi ốm, ông ốm ngoài đỡ hơn chút. Bên đây đâu, cổ đâu? Chắc cô áo vàng. Chắc cô áo vàng hả? Mời hai anh chị nhìn vào cửa trái tim để xem cái cảm nhận hôm nay của mình đúng hay không nha. Dạ, mời anh chị. Ngoại với ở trong khác nhau không em? Dạ cũng giống, không khác. Cũng giống không khác, còn bên đây sao? Dạ, sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, gì ruột hả? Dạ, vì bà con. Rồi, hôm nay mình rồi có ai đi, dạ, đi theo? Dạ, có gái theo. À, có bé gái đi theo hả? Rồi, dạ, giờ mời dì với mời con gái vô trong này mình trò chuyện chút nha. Chào. Dạ, chào dì, dạ, chào dì. Dạ. Xinh đẹp và... dẫn chương trình duyên dáng quá. Dạ, cảm ơn rất dì. Là thích cái dẫn chương trình hẹn hò. Hôm nay dì nhận xét về anh này như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền,
hai đứa thì cũng thấy cho nhau cơ hội đi. Dạ. Để mà tìm hiểu, cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn lập gia đình nữa. Dạ. Nhưng mà dì có thấy về cái hoàn cảnh của ảnh đó, có mà con nhỏ có mẹ như vậy thì dì có ái ngại gì cho cháu của mình không, hay dì thấy đó là cái điều bình thường? Cũng có cái ái ngại, thì nó cũng khó khăn là bước đầu thì về nó phải gánh vác thêm là phải dạy dỗ. Dạ. Với con cháu đúng của rồi ảnh. Nếu mà nó hòa nhập được thì càng tốt. Dạ. Đó. Thật ra cũng nít mà thương nó thương đúng lại rồi. Dạ, chứ thời buổi giờ cũng đâu có mẹ ghẻ con chồng như đó không, đúng không vậy? Đúng rồi, đúng đó, rồi. Mình thương con nít mình, bình thường mình thấy mình cũng thương người nữa. Dân mà thấy con thương, chứ nói chi là mà cái người, cái người của mình thương, mình yêu thương. Tùy con muốn quyết định thì con cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi. À, con gái sao con? Qua đây, qua đây. Con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Qua đây với cô Tường. Con tên gì? Con tên Kim Châu. Em tên Kim Châu. Rồi giờ con chào dì đi. Con chào dì. Con chào dì. Con thích gì không? Thí dụ như giờ mai mốt về ở chung nhà với con luôn là chơi với con chịu không? Thích chịu. Thì con có quậy phá không? Có nghe lời gì không? Có. Rồi hàng ngày là ba đưa đón con đi học. Dạ. Con có hay nhớ mẹ không? Có lúc. Có lúc hả? Dụ giờ con đang ở nhà với bà nội nè. Ba đi làm là con ở nhà mình với bà nội đúng không? Vậy bây giờ thí dụ có thêm một cái gì nữa vô ở chung với con luôn, con chịu không? Chắc không? Vậy giờ con tới con nắm tay dì, con nói dì ơi, mai mốt dì ở chung với con nghe thử coi. Mai mốt dì ở chung với con nha. Dì ở chung với con nha. Cảm ơn con. Trời ơi, bé thấy thương quá. Được, hiền quá. Nên là như thế nào? Anh đọc trước cho anh. Bạn trai hãy nắm tay và nói lời hứa hẹn chăm sóc bạn gái. Ồ, đây là cái yêu cầu của chương trình, nhưng thật ra em nghĩ anh cũng nên làm luôn. Bước qua đây ạ, chứ không cần phải yêu cầu gì hết trơn á. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng là một cái duyên. Thì nếu mà mình đến được với nhau thì anh sẽ có thể là chăm sóc cho em. Đi đến cuối con đường. Đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, được rồi, cảm ơn anh chị. Rất là tình cảm ha. Rồi mời em gái đọc cái yêu cầu của mình coi. Bạn trai hãy hướng dẫn bạn gái một vài động tác khiêu vũ đơn giản. Rồi đó, giờ biết khiêu vũ không? Dạ không. Rồi mời anh bây giờ lên tới phía trên đó. Rồi. Trong khiêu vũ thì điệu rumba là dễ đi nhất. À, em tưởng xì lô dễ nhất chứ. Xì lô đi qua đi lại. Rồi rumba mời anh. Rồi em bước chân phải lên một bước. Rồi em lùi chân trái đi ba bước. Tiến lên ba bước. Rồi lùi trái ba bước. Rồi bước ngang. Rồi tiến lên ba bước. Có thể thư giãn thả lỏng chút nè. Bắt đầu mình đừng nhìn xuống chân nữa, là mình nghe ảnh thôi, nhìn mặt ảnh đi. Ảnh nói cái mình bước theo. Đúng rồi. Nói anh. Rồi mình bước theo. Rồi đây là cái điệu cơ bản đầu tiên trong bộ môn khiêu vũ. Cổ học mấy buổi thì cổ mới nhảy được nhuần nhuyễn cái điệu này anh? Dạ khoảng một tháng. Một tháng. Học phí bao nhiêu thầy? Nếu mà người ngoài á thì 500 một tháng. Dạ. Còn nếu mà người nhà thì không. Trời ơi, người nhà anh phải đóng phí lại. Dạ. Rồi đưa nhiều cổ về chỗ đi anh ơi. Dễ thương quá. Của ảnh rồi. Từng này quá nửa tuổi đời rồi. Phải kỹ và phải rút kinh nghiệm, chứ không thể nào gian dở một lần. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Dạ, sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu như mà anh chị muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm mạnh vào cái nút giùm em. Nếu mình cảm thấy là đối tượng không phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra. Đây là quyền của anh chị nha. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại đi ạ. Và suy nghĩ lại, lắng động lại một chút xíu về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, những cái gì mình đã chia sẻ cho nhau nha. Một. Hai.
3. Hết rồi dạ. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. À. Mời mình qua bên đây đứng ạ. Hôm nay Tường rất là vui khi đã kết nối được cho anh chị. Thật sự là đây là trường hợp cũng rất là đặc biệt. Em thì lớn mà chưa có cái kinh nghiệm trong cái hôn nhân ha. Anh thì có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Một người đàn ông mà chị nghĩ cũng rất là chịu thương chịu khó. Hy vọng rằng với cái sự khởi đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái thời gian bên nhau tìm hiểu nhau nó kỹ lưỡng hơn, chân thành hơn, để có thể có được một cái kết quả viên mãn giống như là anh mong muốn nha. Rồi, chúc con gái sức khỏe ngoan ngoãn nha. Hy vọng con sẽ sớm có mẹ nha, về ở chung nha, được không? Dạ, con chúc gì sức khỏe luôn. Rồi, chị thay mặt chương trình gửi tặng em gái nè, món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, gửi cho hai anh chị nha. Những cái voucher mình đến nhà hàng My Model mình thưởng thức đồ ăn ở đây rất ngon nè. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Rồi cà phê nè, rồi món quà dành tặng cho anh chị nữa. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Xin mời nhà gái. Wow! Wow! Nghe nhà gái uống hết thấy không khí rồi hả? Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, duyên nợ có hay không chúng ta chờ xem nhé. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Mời cô gái. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm, năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. À, ở Đắk Lắk. Mời anh trai. Dạ, em chào mọi người. Chào anh MC, chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em tên Phan Huỳnh Đăng Khoa, hiện tại em là 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở quận mấy anh Khoa? Dạ, em ở Gò Vấp. Gò Vấp, anh Khoa. Rồi làm chứng khoán ha. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn. Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Giờ, hình sin mà cứ sóng nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ, không lo ha. Dạ đúng. Rồi nhà gái có ưu điểm khuyết điểm thì mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Dạ em nghĩ là em không có nhiều điểm mạnh. Điểm mạnh của em là có thể là do tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nhõng nhẽo khi mà yêu đương thôi. Dạ. Còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà cấu á, cấu dễ thương được. Nhưng mà cấu quá là cũng mệt lắm đúng không? Cô này dạ. Hay nhõng nhẽo cho nên mỗi lần cấu thì nó cũng chỉ là nhõng nhẽo thôi. Rồi. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Nên chịu đựng không? Đúng rồi. Vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được dạ, ha. Đúng. Nhớ nha. Dạ. Rồi mai mốt cấu cỡ nào cũng không có phản ứng lại nha. Dạ. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em thì ưu điểm của em thì ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các gọi là dòng tiền về đầu tư. Thì ngoài ra thì em vui vẻ hòa đồng, tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Kiểu... chỉ anh này mua mã nào đâu. Thì theo em thì này hơi đặc tính công việc xíu, thì theo em thì hiện tại thì nếu mà được thì cứ mua ngân hàng thôi. Ngân hàng nào? Ngân hàng như Sacom, ACB. Wow. Nó ổn định hơn ACB.
ổn định hơn ACB đúng không? Dạ. Nay lãi suất không còn nó 5 chấm mấy không biết được không? Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ phải tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Tôi đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt. Dạ chứ. Bữa nay đi làm là không có lương đâu à, cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư à. Mình làm mai làm mối là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền à. Được chứ. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Còn cái mặt trà quạo có tiền lên là mặt trà quạo cáu ghét này kia là sao mà vui được đúng không? Dạ thôi mình quay trở lại với công việc của mình nha. Tôi mua chứng khoán tôi đầu tư cái đã, tôi có tiền tôi mới làm ăn hẹn hò được. Không? Dạ. Thôi giờ nghĩ mình đi mua chứng khoán đi. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt. Đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Thôi, tôi rút vàng ra tôi đầu tư chứng khoán, khỏi mua lấy luôn. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Hello, chị Bình Linh. Người Thái nói hello là sao? Chào Bình Nọng. Hả? Chào Bình Nọng là chào mọi người. Chào Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Bình Nọng. Chào Bình Nọng. Dạ. Cháu bí nọn là cháu nấu với bí nọn. Dạ cháu... đúng rồi. À giờ cháu bí nọn đó. Dạ. Một tí nữa chúng ta sẽ nói về cái bộ trang phục khi xuất hiện này ha. Đẹp quá. Quá đẹp. Bộ đồ đó đẹp hơn đồ bên kia. Đồ bên kia thấy là sao sao đó. Đồ bên đây bữa nay kỳ lắm. Bữa nay mình đừng bàn tới cái vấn đề đồ ạ. Đồ bên kia cái màu cháu lòng nó không có tốt. Dung. Đứa nào đấy đồ. Tức ghê. Bà Mai biết rồi không? Bà Mai bảo mối biết. Bà mặc đồ cháu lòng rồi không? Cái màu nghe thấy thấy cái mùi cháu lòng rồi. Thôi được rồi. Nói chung là đồ hôm nay là ngon đó. Đẹp. Đẹp hơn bên kia nhiều. Thôi bây giờ mình đổi đề tài đi. Hồi nãy em chưa nói về công việc của mình á. Nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Dạ vâng. Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Hả? Em hiện tại đang khởi nghiệp. Khởi nghiệp. Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Vâng. Em đang stop mảng gì vậy? Dạ mảng giáo dục ạ. Hả? Giáo dục ạ. Giáo dục. Giáo vâng. dục. Là cụ thể là như thế nào mình chia sẻ cho tiếng Anh hay tiếng Việt hay là tiếng Thái? Tức là mở mảng giáo dục tiếng nước ngoài hay tiếng Việt Nam? Mảng giáo dục tiếng Việt. Tiếng Việt đúng không? Vâng. À. Mà có xen tiếng Anh trong đấy. À. Là em đang em tiếng Việt. Dạ, Vietnamese. Là em mở một cái trường quốc tế hay như thế nào? Dạ em đùa đấy là em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Ngon lành. Ủa không mở đào đó luôn. Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi. Hai người đấy sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Quan trọng có tiền, có kinh tế thì mới có tình yêu được. Ngày xưa ta nói là một túp liều tranh hai quả tiên vàng, bây giờ nó không còn vàng. Cái túp liều tranh là mệt lắm. Ít nhất nó phải có tô mấy cái mã rồi. Phải có túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Mã chứng khoán. Mã chứng khoán. Đừng có nói mã nghe. Mã mà. À, nghe mã nghe cái mộ nó mệt lắm. Xin chúc qua để chào nhà trai. Chào cái coi nhà trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. Bút miếp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá hả? Trời. Múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Ừ. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa gì vậy chị? Ngày nào cũng lỗi anh hỏi á. Không lỗi. Gọi điện thoại hả chị? À, mua lỗ thì không xuống. Dạ, gọi dụ dụ tôi mua sao tôi mua tôi xuống. Mua 40 xuống còn 14 lỗ quá trời. Wow. Do không đúng thời điểm hả chị? Mày mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi. Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Thì nói chung em cũng trải qua tầm 3 mối tình thì 3 mối gì hết hả? Chăm sóc nhiều quá đó. Không không, kiểu như mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay tay sơ sỉa thôi hả? Sơ sỉa thôi chứ không có. Có nắm còn đỡ hơn có người ta yêu nhau 3-4 năm mà chưa nắm được. Bên đây chưa được nắm luôn nè, là phải lấy luôn á. Thì còn mối tình thứ hai thì em em quen bạn đó hồi đầu năm đại học, cuối năm cấp 3 đầu năm đại học. Thì bạn đó nói chung là lúc đó thì cả hai cũng yêu đương rồi, kiểu như em thì gần tới sinh nhật bạn đó thì em
muốn là em đi làm để kiếm tiền để lo cho bạn đó, lo làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, em lo làm quá thì tối về em mệt thì em lại vô tâm, em bị cái vô tâm là mệt quá thì em lại không nhắn tin. Thì bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em luôn. Rồi cái chút nào yêu bạn thân em lúc nào cũng hay. Trời ơi, cái chuyện nó bình thường thôi. Dạ, thì nói chung là ông là có lỗi nhất là cái chuyện vô tâm là không và không chăm sóc bạn gái. Dạ, đúng. Hai cái lỗi nó lớn nhất trong tình yêu mà có người khác quan tâm và có tâm là người ta yêu luôn, không có trách người ta chuyện đó. Dạ. Tự trách mình nha. Dạ đúng. Rồi mối tình thứ ba là sao? Mối tình thứ ba thì em mới quen cách đây, kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Thì em quen một bạn làm ở lễ tân ở bên dưới công ty em luôn. Thì nói chung là lúc đầu thì bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Lễ tân khách sạn hả? Không, lễ tân dưới công ty á, đồng nghiệp, đồng nghiệp. Ừ, lễ tân khách sạn, bữa có bạn kia cũng quen lễ tân khách sạn, xong rồi vô tình bắt gặp vô khách sạn của bạn mình. Thông báo. Đau đớn à? Đau đớn. Rút kinh nghiệm đừng quen lễ tân khách sạn. Dễ bị lộ. Dạ. Đó thì quen thì lúc đầu bạn đó cũng không có tình cảm gì với em. Thì quen là do mọi người kích vô quen thôi. Thì nói chung cũng có đi ăn chơi vui vẻ các kiểu thì. Xa xỉ không? Cái đó thì em cũng biết nữa. Đó thì sau đó cái em cũng cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi. Rồi cái sau đó cái hai bên gia đình gặp mặt, nhưng mà kiểu như em cũng bạn, em muốn hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số da. Em cũng không biết, nói chung là em cũng không biết lý do là tại sao. Thì bạn đó cứ viện lý do là muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn. Thì em cũng kêu thì giờ cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn nó cũng không chịu. Bắt buộc phải xây lớn đúng không? Không thì xây thì nói chung là nhà bạn nó cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi, nhưng mà ý là muốn sửa sang lại cho đẹp đẽ. Sửa sang khác xây khác, nhà này em nói xây đó. Sửa thôi đúng không? Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không thì cái mối tình thì vừa rồi á thì nói chung là bản chất thì em